Trong một thế trận mà cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều không thực sự có được những cơ hội rõ rệt để dẫn đến bàn thắng, pha kéo áo lộ liễu của Thanh Minh trong vòng cấm đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Nó mở ra chiến thắng cho Indonesia, còn chúng ta thì đi vào lòng đất. Phút 42, trung vệ Thanh Minh kéo áo từ phía sau khá thô thiển với tiền vệ Rafael Schuik và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Dù có trao đổi với tổ công nghệ VAR, nhưng quyết định thua 11m của trọng tài Gunmurodi Sadunlo, người Tajikistan, không thay đổi. Ngay đến cổ động viên Việt Nam cũng phải nói với nhau rằng tình huống này ăn pen không oan, bởi khi va chạm, Bình đã để đối phương chiến thắng ở pha cài người. Và anh sửa sai bằng cách tạo ra sai lầm khác khi nắm lấy áo đối phương liên tục. Thường thì các hậu vệ kinh nghiệm, nếu họ có nắm áo thì cũng chỉ là nhấp nhả, chứ không nắm lâu như thế. Thậm chí đến khi tiền đạo bên phía Indonesia ngã ra, tay Bình vẫn tóm lấy cái áo của anh ta. Và trọng tài với góc quan sát tốt đã chẳng có chút do dự nào để quyết định thổi phạt đội tuyển Việt Nam. Thủ thành Philip Nguyễn là người chơi hay nhất bên phía Việt Nam, nhưng cũng đã bị đánh bại dễ dàng khi đội trưởng Asnawi Mangkulam của Indonesia lãnh trọng trách đá penalty. Dù nỗ lực ở hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã không thể gỡ hòa và chấp nhận thua Indonesia 0-1 trên sân Khalifa. Đoàn quân huấn luyện viên Chelsea sau 2 trận thua ở bảng D Asian Cup 2023 đã chính thức bị loại. Chúng ta kém các đội còn lại ở hiệu số đối đầu nên đã về bét bảng. Ở trận đấu trước, cổ động viên Việt Nam đã nghi ngờ rồi thổi bùng lên hy vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ. Nhưng từ hy vọng đã chuyển thành thất vọng chỉ lối đá không tốt của cả tập thể. Và Thanh Bình khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua duy nhất đã trở thành bia ném đá. Dưới đây là những bình luận của các cổ động viên về tình huống này. Trần Doãn Chiến: kéo áo mà mãi không chịu buông tay. Trần Nguyên Bình: nắm áo mà giật qua giật lại không thả luôn mới vờ lờ. Thằng kia không chịu ngã, nó nắm miết. Đức Thắng: Thanh Minh run run từ đầu trận đến giờ mà. Trực Lê: DHS phải nắm cái áo mới được cơ. Đức Hải: mắt xích yếu nhất hàng hậu vệ. Võ Ngọc Phương: nắm áo gì dày nhách như mấy bà đi đánh ghen vậy, điên thiệt. Hữu Quý: áo nó chứ có phải áo mình đâu mà túm như sợ mất. Trần Hồi: quả này đâu cần phải kéo áo. Nhật Dương: thằng này chính nó trận Nhật Bổn kèm Minamino, để nó đứng không ai kèm, đệm quả thứ hai. Lương Hưng: chưa thấy thằng hậu vệ nào non như này, trong vòng cấm mà cầm khư khư cái áo, nó không chịu buông ra luôn, đến khi nó ngã ra rồi vẫn cầm. Hoàng Chất: non, thế cũng bèn được, chịu hậu vệ. Nghe Phạm: quá đáng tiếc, cứ quen tay quen chân ở giải quốc nội rồi ra thế giới lại bị những pha như thế này, tức không chịu được. Trần Minh: chắc hết trận Thanh Bình đổi áo với thằng bị kéo té quá, thèm áo nó quá hay gì, chứ cái gì mà nắm tới lúc nó té luôn không chịu buông ra. Hiếu Hà: túm một nhịp quá lắm là hai nhịp, anh túm từ đầu đến cuối vậy thì pen là đúng rồi. Mèo Lucy: đến tao còn biết túm cái áo mé mé xíu xong là phải thả ra liền, mà cha đội Thanh Minh muốn túm rách cái áo con nhà người ta vẫn méo chịu thả. Xin được nhấn mạnh với quý vị và các bạn là chúng tôi đã phải chọn lọc các bình luận có văn hóa để gửi tới người xem, chứ tình hình Thanh Bình bị chửi còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Không biết có phải do quá buồn vì đội nhà bị thủng lưới hay không mà Bình tiếp tục mắc thêm một sai lầm khác trong hiệp 2. Trong tình huống ở phút 90+2, tiền vệ Marcelino dễ bóng qua hai cầu thủ Việt Nam bên cánh trái và sát khu cấm địa, để rồi Lê Phạm Thành Long buộc phải phạm lỗi. Anh chấp nhận thẻ vàng thứ hai mà bị rời sân. Một trong hai cầu thủ dễ dàng bị dề quả chính là Thanh Bình. Đây không phải lần đầu tiên Thanh Bình phải hứng chịu chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà. Trước đó, ở trận ra mắt trong áo đội tuyển Việt Nam, cầu thủ này cũng đã mắc lỗi khiến cho người hâm mộ nước nhà không thể chấp nhận được. Khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao cơ hội cho Thanh Bình khi tung anh vào sân ở phút 72 trong trận đấu gặp Trung Quốc trong khuôn khổ lượt đi vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng chỉ 3 phút sau khi vào sân, Thanh Bình đã để sổng gù lầy băng xuống đánh đầu khiến cho đội tuyển Việt Nam thủng lưới. Và cũng là Thanh Bình khi một lần nữa không theo kịp gù lầy để tiền đạo này ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc. Ở trận đấu Asian Cup 2023 lần này, huấn luyện viên Chelsea không có quá nhiều sự lựa chọn nơi hàng phòng ngự khi những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng dính chấn thương. Ông quyết định đặt niềm tin vào Bình và chàng trai này đã gây ra sai lầm không thể sửa chữa. Cư dân mạng đang vô cùng bức xúc với Thanh Bình. Thậm chí, tình hình căng thẳng đến mức một cầu thủ khác cũng tên Thanh Bình đã bị vạ lây. Rất nhiều những từ ngữ không hay đã xuất hiện trên Facebook của trung vệ này. Nhưng có một điều dở khóc dở cười, đó là Facebook của tiền đạo Lê Thanh Bình cũng bị cổ động viên vào chỉ trích. Điều đó khiến cho nhiều cổ động viên của câu lạc bộ Thanh Hóa, đội bóng mà Lê Thanh Bình đầu quân,
cũng phải ngơ ngác vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Kể từ giải U23 châu Á, công chúng yêu bóng đá ngày càng tự hào với thành tích kỳ diệu mà đội tuyển Việt Nam giành được. Ngay cả những người xưa nay không quan tâm đến môn thể thao này cũng được truyền một ngọn lửa tinh thần lớn. Với họ, cổ vũ đội tuyển quốc gia chẳng khác nào thể hiện sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Thế nhưng một thực tế đáng suy ngẫm là sau các trận đấu, việc làm loạn, chửi bới, bình luận quá khích trên các trang cá nhân của các cầu thủ đội bạn, của trọng tài hay thậm chí là chính cầu thủ đội nhà sau trận đấu đã trở thành thói quen được hình thành trong một bộ phận người hâm mộ. Không thể phủ nhận rằng mạng xã hội đã có tác động lớn giúp cho người hâm mộ tiếp cận gần hơn với bóng đá, bày tỏ cảm xúc của mình với cầu thủ. Song việc hùa nhau làm loạn trên Facebook, Instagram khiến cho hình ảnh của fan Việt Nam trở nên xấu xí trong mắt những người yêu thể thao chân chính. Có thể, chưa chắc nhiều người Việt Nam đã yêu bóng đá mà họ hiếu thắng, thích thắng và chỉ yêu chiến thắng. Bóng đá chính là thứ dễ để họ thể hiện nhất. Nhiều người cứ thấy thắng thì kiêu ngạo, thua thì chửi rủa và đổ tội cho trọng tài bắt không đẹp, cho đối thủ đá xấu. Còn nếu không tìm được lý do ngoại cảnh nào thì sẽ xử lý cầu thủ đội nhà. Đó là những hành vi làm cho hình ảnh Việt Nam tệ đi rất nhiều. Bóng đá vốn là môn thể thao đặc biệt, môn thi đấu tập thể thu hút sự quan tâm của hàng triệu người, nên sẽ luôn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc, khó tránh khỏi sự cực đoan, thái quá. Tiến sĩ Đỗ Anh Đức, trưởng bộ môn truyền thông đa phương tiện, viện đào tạo báo chí và truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói với Dinh.vn. Không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài, các nền bóng đá phát triển, không hiếm gặp những trường hợp cổ động viên la lối, chửi rủa cầu thủ, trọng tài đối phương và kể cả đội nhà, nếu trận đấu diễn ra không như mong đợi của họ. Ở Việt Nam nói riêng và trong làng thể thao thế giới nói chung, các hành vi phá hoại ảnh hưởng đến thể thao fair play như đốt pháo sáng, ném đồ vào cầu thủ, ném đá xe buýt chở đội bóng đều đáng bị xử lý bằng các chế tài. Nhưng đối với những hành vi quấy rối trên mạng xã hội rất khó kiểm soát và vẫn chưa có hình thức xử lý nào cụ thể và hiệu quả. Sau những trận thua của đội nhà, dù kết quả có thuyết phục hay không, luôn có một bộ phận người hâm mộ Việt tìm kiếm lý do để đổ lỗi hơn là nhìn nhận thế trận một cách khách quan. Dường như sự thất vọng của họ cần nơi nào đó để chút vào. Bằng chứng là nhiều lần tuyển Việt Nam thua, dân mạng đã không ngần ngại chĩa mũi dùi công kích về phía cầu thủ đội nhà. Kể cả những người được coi là người hùng, thủ môn quốc dân như Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng hay Đặng Văn Lâm cũng trở thành nạn nhân chịu sự chỉ trích từ dân mạng. Nhưng chúng ta không cổ suý cho những hành vi không đẹp, cả trong thực tế hay trên mạng xã hội. Hãy là người hâm mộ bóng đá có hiểu biết và bày tỏ tình yêu ấy một cách văn minh.